Quý vị và các bạn thân mến, trưa ngày 2 tháng 12 năm 2023, giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại tọa đàm về đẩy nhanh chuyển đổi điện than, do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28, các bên tham gia Công ước Khung về Biến đổi Khí hậu COP28 tại Dubai, UAE. Tổng thống Pháp và lãnh đạo các nước, các tổ chức nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết cần giảm sự phụ thuộc vào điện than, chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo. Đồng thời, Tổng thống Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh không thể yêu cầu các nước đang phát triển phải lựa chọn giữa chuyển đổi năng lượng và phát triển kinh tế. Trên cơ sở đó, các nhà lãnh đạo khẳng định sẽ xây dựng các công cụ hiệu quả để hỗ trợ và thúc đẩy quá trình chuyển đổi này. Phát biểu tại tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam cũng như các quốc gia đang phát triển khác không thể phủ nhận vai trò của điện than, nhưng đã đến lúc cần chuyển đổi sang một nguồn năng lượng sạch hơn. Người đứng đầu chính phủ khẳng định chuyển đổi năng lượng là yêu cầu khách quan, lợi ích chiến lược và ưu tiên hàng đầu của tất cả các quốc gia. Song trong quá trình đó cần đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế, an ninh năng lượng quốc gia và việc làm cho người dân, tránh gây ra các cú sốc cho người lao động. Với quan điểm đó, Việt Nam sẽ hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp luật, cơ chế chính sách để chuyển đổi sang năng lượng tái tạo với lộ trình và bước đi phù hợp với bối cảnh quốc gia, chuyển đổi công nghệ quản trị, đánh giá và xử lý tác động, huy động tài chính, thúc đẩy hợp tác công tư, hợp tác quốc tế để chuyển đổi nhanh. Bên cạnh đó, Thủ tướng cảm ơn các nước G7, trong đó có Pháp và các đối tác quốc tế khác đã hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng, nhất là thông qua triển khai tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng GETP, qua đó góp phần đóng góp vào nỗ lực chuyển đổi xanh trên toàn cầu. Thủ tướng đề nghị các đối tác tăng cường hỗ trợ Việt Nam về tài chính ưu đãi, công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ thống quản trị thông minh. Hoan nghênh cam kết và nỗ lực của Việt Nam, lãnh đạo Pháp, Mỹ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế khẳng định sẽ hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng, trong đó có chuyển đổi điện than. Điều này là vì lợi ích của Việt Nam và lợi ích chung của thế giới. Tại cuộc gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, nhất là thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, an ninh quốc phòng, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, văn hóa và giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Pháp thúc đẩy quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU-EVIPA. Tổng thống Macron nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, đánh giá cao triển vọng quan hệ hai nước và hoàn toàn nhất trí rằng hai bên cần phối hợp hiệu quả, toàn diện hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực có tiềm năng. Tổng thống Pháp cho biết sẽ cử một số bộ trưởng sang thăm Việt Nam, cùng trao đổi, phối hợp với các đối tác Việt Nam để rà soát, thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời khẳng định chính phủ Pháp đã có lộ trình phê chuẩn EVIPA. Đây sẽ là những bước chuẩn bị tốt, kỹ lưỡng cho chuyến thăm của Tổng thống trong thời gian tới. Tổng thống Macron đánh giá, hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai đất nước là điểm sáng trong quan hệ song phương, và phía Pháp rất quan tâm tới các kế hoạch bảo tồn di tích văn hóa, lịch sử tại Việt Nam. Tổng thống Macron hoan nghênh và đánh giá cao những đóng góp, nỗ lực nổi bật của Việt Nam trong thực hiện tuyên bố chính trị về quan hệ đối tác, chuyển đổi năng lượng công bằng GETP và khẳng định chính phủ Pháp sẽ đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình này. Bản tin trên kênh tin tức Hot 24 giờ đến đây xin được tạm dừng. Nếu quý vị và các bạn thấy nội dung video hay xin hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.